cứ tạo thành mắt xích, và mình thấy có một cái người, một cái anh nào chị nào đó mình không biết, là hỏi về đám rối thần kinh đuôi ngựa. Đúng rồi, tại vì trong vấn đề này các anh chị phải hiểu rõ về đám rối thần kinh đuôi ngựa thì nó sẽ ra cho anh chị một cái hội chứng gọi là hội chứng thắt lưng cùng, là các anh chị hiểu luôn tất cả các bệnh luôn. Trong đó ví dụ gồm có cái bệnh gì nào, đau dây thần kinh tọa nè, hoặc là thoát vị đĩa đệm nè, hoặc là hội chứng chùm đuôi ngựa nè, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta đi vô cái đám rối thần kinh đuôi ngựa nó là cái gì. Câu hỏi của anh đó gọi là kết cấu chùm dây thần kinh đuôi ngựa. Người ta không gọi là chùm dây đâu, mà người ta gọi là đám rối các anh chị ha. Vậy các anh chị cùng nhìn vô mình hình ảnh như sau. Hồi nãy mình nói với anh chị đó, thì ống sống của các anh chị nó có một cái tác dụng, đó là thứ nhất là nâng đỡ, thứ hai đó là vận động, và thứ ba là bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Bảo vệ hệ thần kinh trung ương, chính là bảo vệ tủy sống. Nhưng mà trong quá trình mà các anh chị hình thành đến bào thai á, thì xương ống sống của anh chị hình thành trước rồi tủy nó mới hình thành sau, cho nên tủy của anh chị nó lại bị ngắn hơn so với cái phần xương đốt sống, cho nên tủy nó không có nằm hoàn toàn trong hết ống sống đâu. Các anh chị hình dung ra điều này ha. Các anh chị nhìn nè, mình sẽ chiếu lại cái hình cột sống. Các anh chị thấy tủy của anh chị á, thì nó xuất phát từ cái phần trên đốt sống cổ một. Trên đốt sống cổ một chính là hành não, chúng ta hình dung rồi đúng không ạ? Là từ này nó sổ xuống toàn bộ cái cột sống, và nó chỉ sổ tới đâu thôi, sổ ngang tới mõm trên của L2, dừng hết. Lý do tại sao hồi nãy mình nói rồi, trong quá trình chúng ta hình thành nên phôi phát triển đó, thì cột sống nó phát triển rất là nhanh và phát triển trước, gần như trong 4 tháng 4 tuần đầu tiên hình thành thai nhi là cột sống đã phát triển rồi. Rồi các anh chị nhớ, còn tủy sống nó sẽ phát triển sau, cho nên tủy các anh chị chỉ nằm tới mức L2, nhớ cho mình điều này. Vậy khi tủy nó nằm trong ống sống này nè anh chị, thì nó sẽ mọc ra các rễ đi qua các lỗ liên hợp, gọi là rễ thần kinh tủy, hay còn gọi là đôi dây thần kinh tủy, đúng như nào. Vậy tất nhiên ở dưới phía dưới này thì nó sẽ không có cái phần của tủy đúng không ạ, nhưng vẫn có. Lý do tại sao các anh chị thấy nè, khi nó chạy tới đoạn L2 nó dừng, thì tại cái L2 nó tạo thành một cái điểm, cái nón, người ta gọi là nón tủy, thì tại nón tủy này nó tạo thành từng cái bó, tức là từng cái đám rối. Đám rối nó sẽ chạy xuống và nó chui ra từng cái lỗ liên hợp, hay còn gọi là lỗ nhan đốt sống của cái đoạn ở phía dưới L2, ví dụ như là L3, L4, L4, L5, L5S1 vân vân. Thì các anh chị thấy cái đám rối thần kinh đuôi ngựa nó là cái gì đã? Đám rối thần kinh đuôi ngựa là những cái chùm thần kinh được xuất phát từ đoạn cuối của L mấy, các anh chị nhớ không? L2. Đúng rồi ạ. Sau đó nó sẽ tạo thành từng cái chùm thần kinh, nó đi qua các lỗ gian đốt sống từ đoạn L3, L2, L3, L4 trở phía dưới. Vậy khi nó đi xuống đó, nó sẽ tạo thành những nhánh thần kinh như sau. Thứ nhất đó là thần kinh đùi, thần kinh mông lớn, thần kinh mông bé, và một cái thần kinh lớn nhất trong các anh chị và rất quan trọng nữa, người ta gọi đó là thần kinh gì nào? Thần kinh tọa, hay còn gọi là thần kinh hông to, bởi vì cái diện tích của đường kính của nó rất là lớn, một trong những thần kinh lớn nhất cơ thể của anh chị. Cho nên đám rối thần kinh đuôi ngựa thì các anh chị phải nhớ cho mình ha, là nó sẽ gồm có những cái nhánh thần kinh xuất phát từ phần nón tủy. Nón tủy chính là đoạn cuối tủy sống L2 nè, đi ra tạo thành các nhánh thần kinh đi qua các lỗ liên hợp và đi xuống cái phần chi dưới hoặc là vùng hạ vị, để tạo thành những cái mẫu thần kinh như sau. Thứ nhất, thần kinh đùi, thần kinh mông lớn, thần kinh mông bé, thần kinh tọa, và những cái thần kinh ở vùng chậu nữa các anh chị, ví dụ như là thần kinh bàn ở vùng chậu hạ vị vân vân. Thì mình sẽ nói để anh chị cùng nhau hiểu nè. Các anh chị nhìn cho mình về cái chùm thần kinh đuôi ngựa chỗ này, các anh chị thấy rối nhưng mà mình sẽ giải thích các anh chị hiểu ngay. Các anh chị thấy ha, từ cái đoạn L3 cho tới S1, đây là cái đoạn dễ bị thoát vị nhất. Các anh chị thấy L3 thì cái đám rối thần kinh đuôi ngựa, hay còn người ta gọi là đám rối thắt lưng cùng, cho nên cái cụm từ này nó như nhau, nên sau này các anh chị nghe bệnh nhân có hội chứng thắt lưng cùng chính là hội chứng liên quan đến đám rối thần kinh đuôi ngựa, đúng không? Vì nó có cái chùm giống như đuôi ngựa cho nên người ta gọi là đuôi ngựa. Thì đối với cái đám rối này, khi nó đi qua cái lỗ liên hợp của L3, L4 anh chị nha. Vì sao mình tập trung vô L3, L4, L4, L5, L5S1, thì đây chính là ba cái vị trí hay bị thoát vị nhất. Khi nó tập trung ở L3, L4, các chị hình dung nè, nó sẽ đi ra, nó sẽ tạo thành một cái nhánh gì? Nó sẽ tạo ra nhánh thần kinh đùi, và một cái nhánh nó sẽ đổ xuống cái vùng bàng quang, hay còn gọi là vùng hạ vị của anh chị đó, hay còn gọi hay là cái vùng trong cái tiểu khung, ví dụ như là tử cung, bàng quang, hay là cả cái vùng đại tràng nữa. Cho nên tí nữa các anh chị thấy có hiện tượng, nếu bệnh nhân thoát vị ở cái vùng L3, L4 này, họ có những cái triệu chứng đó là bí hoặc là rối loạn trung đại tiền. Các anh chị nhớ được cái vấn đề này ha. Rồi, đó là cái đường đi thứ nhất, là cái nhánh mà đám rối nó xuất phát ra từ cái khánh L4, L3, L4. Tiếp tục, cái L4, L5. Các anh chị thấy nè, cái đường đi của L4, L5 á, thì nó cũng đi ra, nó tạo thành một cái thần kinh đùi. Mà các anh chị học rồi, thần kinh đùi nó sẽ nằm ở mặt ngoài cơ thể của chúng ta, nó đi mặt ngoài. Được chưa? Nó đi ra mặt ngoài
Anh chị thấy nó sổ xuống cẳng chân, và khi nó tới bàn chân nó bắt chéo vào ngón cái. Cho nên tí nữa các anh chị sẽ nghe một cái trường hợp là bệnh nhân thoát vị L3, L4 nè, là bệnh nhân sẽ đau ở vùng trước cái đùi. Các anh chị thấy cái mắt trước cái đùi không? Và bệnh nhân lan vô ở trong cái vùng hạ vị. Hạ vị ở đâu? Là cái chỗ phần cơ quan sinh dục của anh chị đó. Ví dụ như là bàng quang, tử cung, rồi ở cả cái phần trực tràng ở phía sau nữa. Nếu các bệnh nhân thoát vị ở vùng L3, L4. Trường hợp thứ hai, bệnh nhân mà thoát vị ở vùng L4, L5, cái địa đệm nó bị thoát vị ở vị trí này ha. Thì các anh chị thấy hình dung một điều là gì? Thì cái L4, L5 nó tạo thành một cái thần kinh đùi. Thần kinh đùi chứ không phải là thần kinh bì đùi ngoài nha anh chị nha. Thần kinh này nó sẽ đi mặt ngoài đùi, bờ ngoài bên ngoài chúng ta nè. Nên bệnh nhân thoát vị, bệnh nhân sẽ đau và cứng hoặc là teo cái cuốc cơ ở vùng đùi ngoài. Và sau khi nó teo xong nó sẽ đi xuống, thứ nhất đi xuống tới vùng mông đã anh chị. Rồi sau nó đi tới vùng đùi ngoài, rồi nó đi tới mặt mặt trước của cẳng chân đúng không ạ? Và nó bắt chéo qua bên ngón cái. Cho nên lúc này đó là một trong những triệu chứng bệnh nhân tê cứng hoặc là bệnh nhân tê hoặc thậm chí liệt cái ngón cái là liên quan đến cái phần L4 L5. Tiếp tục đối với cái đoạn L5 S1, các anh chị để cho mình cái L5 S1 thì nó xuất phát, các anh chị thấy nè, nó tạo ra nhánh thần kinh mông trên, thần kinh mông dưới, và chính cái đoạn cùng cùng của anh chị đó nó sẽ tạo ra một cái nhánh gọi là nhánh thần kinh hông to. Nhánh thần kinh hông to chính là gồm cái bó mát và thần kinh chày nè anh chị, rất là to, các anh chị nhớ ha. Vậy đây chính gọi là thần kinh tọa, các anh chị thấy chưa, được tạo từ khoảng L5 S1 và toàn bộ cái đoạn đốt sống cùng. Đây là thần kinh to nhất trong cơ thể các anh chị, và nó đi đâu? Nó đi ở mặt sau. Vậy nếu như bệnh nhân thoát vị đoạn L5 S1 thì tất nhiên nó sẽ có chèn ép vào cái rễ thần kinh của cái đường thần kinh tọa ở phía sau, được chưa nào? Vậy bệnh nhân sẽ đau thứ nhất là mặt sau mông. Các anh chị thấy thứ hai, họ sẽ đau ở mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân. Và khi mà các anh chị biết cái đường đi của nó nè, mình cho anh chị xem cái hình nè. Tí nữa các anh chị sẽ thấy cái hình là đường đi. Thì khi mà nó đi tới cái mặt sau cẳng chân á, thì có một cái nhánh thần kinh nó chui xuống qua cái xương gót để nó đi ra tới ngón út. Cho nên lúc này bệnh nhân mà thoát vị L4 L5 á, xin lỗi L5 S1 anh chị, thì bệnh nhân lại có triệu chứng bệnh nhân đau lan rơi tới tận cái ngón út của cái bàn chân. Các anh chị nhớ ha. Đó, thì đó chính là cái đám rối thần kinh thắt lưng cùng xuất phát từ một cái nhánh đám rối thần kinh đuôi ngựa. Các anh chị nhớ ha. Vậy khi mà mình nghe cái hội chứng là thần kinh cùng thần kinh đám rối thần kinh đuôi ngựa, kết cấu của nó gồm có cái gì, thì các anh chị nhớ giùm mình những cái thành phần quan trọng sau. Thứ nhất đó là thần kinh đùi, thần kinh mông trên, thần kinh mông dưới, thần kinh mát trung chày này các chị không quan tâm bởi vì nó phải xuống tới cái đầu gối của anh chị nó mới tách ra, cho nên khi nó bó lại như thế này thì người ta gọi nó thần kinh tọa. Các anh chị hiểu không nào? Khi nó tới cái khoeo chân là sau gối của anh chị á, thì lúc này dần dần nó mới tách ra tạo thành thần kinh chày với thần kinh mát. Các anh chị nhớ ha. Cho nên đây chính là cái thành phần của đám rối thần kinh thắt lưng cùng, hay còn gọi là đám rối thần kinh đuôi ngựa, được chưa? Cho nên khi mà các anh chị bị căn bệnh về thoát vị địa đệm hay là bệnh đau thần kinh tọa, nó cũng là một trong những thành phần của đám rối thần kinh thắt lưng cùng, hay còn gọi là đám rối thần kinh đuôi ngựa. Rồi, đó là cái vấn đề thứ nhất. Ai là người hỏi câu này vậy? Không có ở đây à? Câu số 2 của anh chị á là câu về vấn đề thoát vị địa đệm và đau dây thần kinh tọa. Hai cái vấn đề này nó sẽ đi chung với nhau, hai bệnh nó khác nhau anh chị nha. Nhưng mà các anh chị thấy nè, khi mà bệnh nhân thoát vị địa đệm, bệnh nhân vẫn ảnh hưởng đến thần kinh tọa. Nhưng mà khi bệnh nhân bị đau thần kinh tọa, nó có nhiều nguyên nhân, không có phải là lúc nào cũng là nguyên nhân thoát vị địa đệm. Các anh chị nhớ cái này. Rồi, thì mình thấy có rất là nhiều câu hỏi nó liên quan đến vấn đề về thoát vị địa đệm với là đau dây thần kinh tọa. Thì mình sẽ nói cho anh chị về cái vấn đề chung như sau. Các anh chị thấy cái thoát vị địa đệm nó là cái gì? Thoát vị địa đệm chính là việc